Chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Hyundai Creta nhé. Dòng xe thuộc phân khúc cầm cao 5 chỗ cỡ trung của nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 23 tháng 1 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại được tăng cường ở cái thời điểm cuối tháng 1 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu, muốn sở hữu cái dòng xe Hyundai Creta này sẽ có thể nắm được. Với Hyundai Creta này thì sẽ có 3 phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản 1.5 xăng tiêu chuẩn, 1.5 xăng đặc biệt và 1.5 xăng cao cấp. Với sức cạnh tranh trực tiếp từ rất nhiều đối thủ ở trên thị trường thì anh em cũng có thể cân nhắc thêm một số những cái dòng xe đối thủ cùng phân khúc, như là chiếc xe Kia Seltos hay là chiếc xe Corolla Altis, đúng không ạ? Nhưng mà thực sự dòng xe Creta này vẫn là một trong những dòng xe giá rẻ để anh em có thể dễ tiếp cận, đúng không ạ? Cụ thể chi tiết về khuyến mại cũng như là lăn bánh như thế nào thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ. Mời anh em có thể là theo dõi xuyên suốt video để nắm được những cái phiên bản mà anh em có thể là đang cân đối mua ở thời điểm này. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản 1.5 xăng tiêu chuẩn. Bản này thì đang có mức giá là 640 triệu. Với cái chính sách được tăng cường hơn 5 triệu so với cái thời điểm đầu tháng thì cái dòng xe Creta này đang có mức ưu đãi cực kỳ là tốt anh em ạ. Phụ kiện thì vẫn quà tặng là bao gồm dàn phim kích nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 680 triệu. Trả góp thì đang là 184 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 668 triệu. Trả góp thì đang là 172 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 655 triệu. Trả góp thì đang là 154 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Còn anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói nhé, thì cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ. Với cái mức ưu đãi này thì bên em cũng có một số xe để giao luôn. Và cái chính sách ưu đãi nó vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em, anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Creta 1.5 xăng đặc biệt. Với cái chính sách tăng cường thêm 5 triệu nữa so với thời điểm đầu tháng thì cái phiên bản 1.5 xăng đặc biệt này cũng có cái mức ưu đãi tương đối là tốt và có cái tổng lăn bánh thấp hơn so với thời điểm trước. Giá xe thì đang là 690, giảm tiền mặt kèm quà tặng như là dàn phim kích nhiệt, thảm trải sàn và cam hành trình. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 736 triệu. Trả góp thì đang là 197 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 722 triệu. Trả góp thì đang là 184 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 709 triệu. Trả góp thì đang là 166 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 1.5 xăng đặc biệt nhé. Hiện tại thì cơ bản là cũng có xe để giao luôn cho anh em. Và anh em cứ cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ đi thì anh em hắn gọi để tránh mất thời gian của hai bên. Thời điểm này mà anh em không quyết đoán để vào cọc sớm thì cũng chắc chắn là không có xe để giao sớm và giao nhanh cho anh em đâu, anh em ạ. Còn vài ngày nữa thôi là đến cái Tết Nguyên Đán rồi, nên là anh em lên cân nhắc quyết đoán và để cái đặt cọc sớm để có xe giao sớm. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản 1.5 xăng cao cấp. Với cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì cũng có cái mức giảm thêm tiền mặt nhiều hơn 5 triệu so với thời điểm đầu tháng. Giá xe thì đang là 740 triệu, giảm tiền mặt và tặng phụ kiện. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 788 triệu, trả góp thì đang là 210 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 774 triệu, trả góp thì đang là 196 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 760 triệu, trả góp thì đang là 178 triệu. Đó, với cái bản 1.5 xăng cao cấp này thì bên em cũng có xe để giao luôn. Và anh em cứ cảm thấy phù hợp thì hãy gọi. Còn đâu cảm thấy đắt quá thì anh em có thể đi tham khảo thêm. Lúc đó cảm thấy của em nó phù hợp rồi thì anh em vẫn gọi, đúng không ạ? Em xin phép được dừng video tại đây nhé. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.